Sony à? Trở lại trận thi đấu thứ hai, đội Van Ướt là người cầm Egypt và Bùi Đình Đoạn thế. Hai Egypt đối đầu với nhau. Một bài Van Ướt vừa dò một tí thôi mà đã đủ đồ rồi. Bãi quả phụ của đàn hiêu 6. Trở lại trận đấu thôi, bài Văn Ước là bài siêu tươi rồi. Đàn hiêu đầu cũng hai voi, bãi quả phụ rồi. Voi đầu tiên được Van Lớp đưa về nhà. Một bài này khá đẹp của Van Lớp đây. Bài vừa lên sớm vừa khỏe. Bên Van Lớp sẽ chọn lối đánh gì trong trận thi đấu này? Với phong cách Van Lớp thì mình nghĩ là trận này Van Lớp đánh cung thôi. Vừa sớm vừa khỏe. Nghe đầu tiên được Van Ướp thiết kế ở bãi rừng rừng thông này. Van Ướp đang rất tỉ mỉ trong pha CS này. Chuẩn rồi. E luôn không? 22 trên 24 rồi. Cái e nữa anh cho Van Lớp đi. Van Lớp chỉ đánh với bài 23 dân thôi đâu. Không, nó xây thêm e rồi. Một bài hai voi nữa, một bài khá khỏe cho Van Lớp. Một bài ba voi hai ba voi một hiêu một quả phụ. Bài chuẩn như sách giáo khoa luôn. Pha câu hai voi cho Van Lớp. Chỉ có một con theo thôi. Bài Van Lớp quyết định đánh bao dân. Thiết kế xe thứ hai luôn. Bài khá khỏe. Không để khỏe hơn cho anh cho Van Lớp. Một bài 27 dân, đánh mắc dân luôn. Bài của Van Lớp khá khung. BB chắc cũng được thiết kế ở bãi gỗ đầu tiên rồi. Đã phát hiện ra nhà của Bùi Đình Đoàn rồi. Đã mất chiếc xe giò. Ui rồi Van Lớp cầu vòi rất là thót tim. Mấy pha anh cầu vòi hai wick rồi, rất nguy hiểm. Bài gió 21% dành cho Bùi Đình Đoàn. Bùi Đình Đoàn cũng là một người cầm Egypt. Còn ớp đang muốn thiết kế chiếc BB có thể mắc binh nhất. Bài kích đầu 10 đánh cung 27 dân dành cho Van Lớp. Đây không phải bài khỏe nữa, bài siêu siêu khỏe. Và đâu có cộng dân không, không chỉ là một bài 27 dân. Một Bùi Đình Đoạn lên đời khá sớm. Và nấp kích 27 dân 82x. Một bài kích đầu 11 dành cho Van Lớp. Van Lớp thiết kế luôn cả chiếc S3 rồi, bài lực tràn ngập của Van Lớp. Nên xong còn nguyên bãi quả vừa mới xây thôi. Ít nhất phải tầm còn tầm hơn 150 thịt nữa. Cái ruộng hơi lỗi. Không, rất chất chơi đen luôn cả hai cái ruộng cho Van Lớp. Lỗi gáy đen ngay. Van Lớp là người đánh cung rồi.
Không biết Bùi Đình Đoàn đánh cái gì đây. Chưa thấy Bùi Đình Đoàn nhảy điểm. Đây rồi, con ngựa giò của Bùi Đình Đoàn đấy. Như vậy Bùi Đình Đoàn là người đánh chém rồi. Một bài di bánh chém dành cho Bùi Đình Đoàn. Bài van lớp khung cũng khá nhanh thôi. Gỗ đang rất nhiều dành cho van lớp, gần 400 gỗ. Hồi đã bị bắt con giò này không? Không, mất giò. Bài van lớp chuẩn bị khung rồi. Một bài van lớp lên đời khá sớm nên van lớp cũng không sợ công ca hay gì đâu. Đã kín hai mặt dành cho van lớp rồi. Vậy van lớp đã khung xong nhà. Hơn giờ đầu van lớp cũng đã sóc được rồi, 4 nhà sóc đều luôn. Tầm này nếu không có những đơn vị bắn thì công của nhà van lớp sẽ rất khó. Chỉ là những con lạc đà chỉ đứng bổ e thôi. Vừa lên sớm vừa khỏe. Van lớp ra khá nhiều ruộng rồi. Gần 15 cái rồi. Bạn lớp đang bị đục vào đường BB nhưng mà đường đấy anh bo hai cái nhà khá cứng đó, BB và BM. Vâng, hai con cung giờ bạn lớp cũng đang định vẩy e. Bạn lớp sẽ gom hết số quân này và đi công thôi. Nhưng mà với cái thế bài của bạn lớp ký như này chắc bạn lớp chỉ tách những đơn vị nhỏ đi quấy thôi, còn ông anh tập trung vào phát triển là chính. Mỗi con một đạo. Đang bị đục vào dãy BE thì bạn lớp có để ý không? Bãi ruộng trong góc 9 giờ. Cũng hơi khó anh cho Bùi Đình Đoàn nếu công được vào nhà của van ớp khi anh đi khá ít cung. Số cung đứng ở nhà là khá đông. Vào chỉ có mất quân thôi. Van ớp lên chặt gỗ 2 chưa? Tham đang khá to rồi. Gần 5 mic rồi. Van ớp cứ càng đánh tham càng đi thôi. Bên kia chỉ là một bài exit đánh chém và van ớp là người exit đánh cung. Tất tay một turn đi quân đánh cho van ớp. Van ớp đã gặp quân ở giữa bản đồ rồi. Một bài ăn hoang và ra ruộng ở nhà chính đánh cho Bùi Đình Đoàn. Em đang vẩy e nhưng mà số lượng cung giờ của van ớp đang là khá đông.
Thì bạn đã vừa tên hơi chủ quan thì phải. Số lượng cung giờ ít hơn mà chưa giáp 4 nhưng mà anh ta quyết định ở lại đấu. Bạn đã vừa chết khá khá cung rồi. Và đâu đang muốn dí thẳng vào để bắn. Trận này vẫn là một trận chiến thắng anh cho Van Lớp thôi. Và Egypt chưa mất một thằng dân nào. Như vậy Bùi Đình Đoàn đi sai rồi, tỷ số là 1-1 anh cho Van Lớp. Một bài có thể nói là mắc binh dành cho Egypt ở góc 9 giờ.